Argentina thành công hơn khi Messi. Biến chất Ở World Cup 2022, Lionel Messi đã rũ bỏ hình ảnh thánh thiện, hiền lành. Anh trở nên hổ báo hơn. Messi khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy khó chịu, nhưng lại làm cho các fan của Argentina thích thú. Từ trước đến nay, Messi luôn được ca ngợi là cầu thủ chơi fair play. Anh rất ít phạm lỗi, rất ít phải nhận thẻ, rất ít chơi tiểu xảo và đặc biệt gần như không bao giờ khiêu khích đối thủ. Nhưng ở World Cup 2022 tại Qatar, từ một ngôi sao trầm tĩnh và cư xử mẫu mực, anh bỗng trở nên biến chất. Messi bỗng trở thành một con người hoàn toàn khác ở trên sân. Vẻ hiền lành của anh đã được thay bằng sự ma mảnh. Anh hổ báo hơn, thích dùng tiểu xảo hơn và sẵn sàng khiêu khích đối phương thách thức huấn luyện viên của đối thủ và sẵn sàng tranh cãi tay đôi với trọng tài. Messi chọc tức huấn luyện viên Van Gaal sau khi ghi bàn vào lưới Hà Lan hôm 10 tháng 12. Những gì Messi vừa thể hiện ở trận tứ kết gặp đội tuyển Hà Lan khiến không ít người bất ngờ. Sau khi đội nhà đánh bại thầy trò huấn luyện viên Luis Van Gaal trong loạt đá luân lưu, đội trưởng của đội bóng xứ sở Tango đã có hành động ăn mừng trêu người bại tướng. Messi thậm chí còn thóa mà tiền đạo Wild West là thằng đần trong buổi họp báo sau trận. Trong trận đấu, sau khi ghi bàn, Messi cũng không quên quay về phía băng ghế chỉ đạo của đội tuyển Hà Lan để làm trò chọc tức huấn luyện viên Van Gaal. Sau khi bị chỉ trích vì hành vi đó, đội trưởng của Argentina phát biểu rằng anh chỉ làm vậy với kẻ không đáng để anh tôn trọng. Theo Messi, trước trận đấu, ông già Van Gaal đã có những phát ngôn xúc phạm anh xúc phạm đội tuyển Argentina. Không chỉ dữ dằn với cầu thủ và huấn luyện viên của đối phương, Messi cũng chẳng hề nể nang trọng tài. Việc đội nhà phải nhận cơn mưa thẻ dẫn đến hai hậu vệ của Argentina bị treo giò trong trận bán kết gặp Croatia khiến số 10 của đội bóng xứ sở Tango tức điên. Messi chỉ trích trọng tài Materla hốt đã thiên vị đội tuyển Hà Lan. Cũng một phần bởi những phản ứng của Messi, hôm qua FIFA đã quyết định cho ông la hốt về nước sớm. Hình ảnh hổ báo của Messi ở World Cup 2022 khiến nhiều người không hài lòng. Nhưng thủ quân của đội tuyển Argentina cũng chẳng bận tâm đến điều đó. Với chân sút 35 tuổi này, chức vô địch thế giới mới là điều quan trọng nhất. Giải đấu năm nay có thể xem là cơ hội cuối cùng để Messi giành cúp vàng, do vậy anh sẵn sàng từ bỏ hình ảnh thánh thiện ở trên sân để đạt mục đích. Tuy nhiên, đây lại là điều mà người Argentina đang cần ở Messi. Họ cần ở người thủ lĩnh của đội bóng một chút mạnh mẽ. Cá tính để sẵn sàng dẫn dắt đồng đội vượt qua mọi chướng ngại ở Qatar, thay vì một Messi nhu mì như trước đây. Vandano ủng hộ Messi, hộ báo. Cựu danh thủ Jorge Vandano nằm trong số những người ủng hộ sự thay đổi về tính cách của Messi. Ông phát biểu, cậu ấy đang tự giải phóng mình khỏi những quy tắc gò bó những hành động đang bị chỉ trích của messi chỉ chứng tỏ một điều cậu ấy đang chín chắn và trưởng thành hơn thôi